thành cái gì? Thí dụ bữa hả? Ông lo mẹ xài rộng luôn á chứ. Bồ tà nó hồi giá mà. Đúng không? Bị bao nhiêu giá chị hậu? Chắc có thể là chạy qua lòng đường ô tô, nó có đường lớn á, chạy qua lòng đường ô tô hoặc là
Chốt nay bị sâu rồi. Chốt nay bị sâu vậy. Bị gì? À, bị công an thổi to thì đây. Ấy là sâu mà nó thổi chứ. Không cua mà chạy ngon quá luôn hả? À. Xe với thằng đốt. Xe với thằng đốt. Trên mẹ nữa. Tưởng đâu ha người. Chị Hảo đào xui thì đuôi lột chứ lo gì. Ở đây là mẹ xiên ấy đi chùa luôn ấy. Cái ly là trùm đi áo mà.
về quê ha. Qua giấc thơ kết rồi. Nó xin luôn. Mm-hmm.